Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi, quyển Thế giới mới tuổi thơ số 57 ngày 17. Bị trục xuất. Kinh thánh, Dân số ký đoạn 9, câu 9 đến câu 13. Câu ghi nhớ Dân số ký đoạn 9, câu 13 phần A. Chúng ta cùng đọc chung với nhau hai lần câu ghi nhớ này nhé nhưng ai nhưng còn ai tin sạch và không có đi xa nếu chẳng giữ lễ vượt qua thì sẽ bị trút khỏi dân sự mình nhưng còn ai tin sạch và không có đi xa nếu chẳng giữ lễ vượt qua thì sẽ bị trút khỏi dân sự mình chúng ta cùng đọc kinh thánh nhé Đức giê va bèn phán cùng môi xe rằng hãy nói cùng dân Israel rằng khi một người trong vòng các ngươi hay là trong vòng hậu đại các ngươi bị ô uế vì cớ sát chết hoặc mắc đi xa thì cũng buộc phải giữ lễ vượt qua cho Đức giê hô va Mấy người đó phải giữ lễ này ngày 14 tháng 2 vào buổi chiều tối ăn bánh không men cùng rau đắng chớ nên để chi còn dư lại đến sáng mai và cũng chẳng nên bẻ gãy những xương phải giữ theo mọi luật lệ về lễ vượt qua vậy nhưng còn ai tin sạch và không có đi xa nếu chẳng giữ lễ vượt qua thì sẽ bị trút khỏi dân sự mình vì người ấy chẳng dân của lễ cho Đức giê va trong kỳ nhất định người sẽ mang lấy tội mình câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu 13 phần A chúng ta cùng tô màu câu ghi nhớ nhé Nhưng còn ai tin sạch và không có đi xa Nếu chẳng giữ lễ vượt qua Thì sẽ bị trút khỏi dân sự mình Chúng ta cùng đọc câu ghi nhớ này lại một lần nữa Nhưng còn ai tin sạch và không có đi xa Nếu chẳng giữ lễ vượt qua Thì sẽ bị trút khỏi dân sự mình chúng ta làm trang bài tập nhé trong phần tìm hiểu điền vào chỗ trống nhưng còn ai tin sạch và không có không có gì các em chúng ta xem cái câu ghi nhớ của chúng ta đây nhưng còn ai tin sạch và không có đi xa nếu chẳng giữ lễ nếu chẳng giữ lễ vượt qua lễ vượt qua thì sẽ bị thì sẽ bị gì trút khỏi dân sự mình trút khỏi vì người ấy chẳng à bây giờ chúng ta xem trong kinh thánh để điền những từ còn lại đây vì người ấy chẳng dân của lễ cho đức giê va trong kỳ nhất định vì người ấy chẳng dân của lễ dân của lễ cho đức giê va trong kỳ nhất định người sẽ mang lấy tội mình Chúng ta đọc lại câu Kinh Thánh trong phần chúng ta điền vào chỗ trống nhé. Nhưng còn ai tin sạch và không có đi xa, nếu chẳng giữ lễ vượt qua thì sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Vì người ấy chẳng dân của lễ cho Đức giê hô trong kỳ nhất định, người sẽ mang lấy tội mình. Chúng ta thấy luật của Chúa nghiêm minh dân Chúa phải tuân thủ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi cộng đồng dân Chúa là cơ đốc nhân phải làm theo lời Chúa. Nếu vi phạm giáo luật của hội thánh và không ăn năn, sau nhiều lần cảnh cáo thì bị dứt phép thông công. Dứt phép thông công là gì? Khi chúng ta các bạn thiếu nhi chơi chung với nhau trong một nhóm và chúng ta chơi chung với nhau nhưng có một bạn nào đó phạm một cái lỗi gì đó với nhóm của mình và mình nghỉ chơi với bạn đó bởi vì bạn đó có cái lỗi với nhóm của mình và khi nào mà bạn ấy biết cái lỗi đó xin lỗi thì sẽ được tham gia chơi lại với nhóm của mình thì cũng vậy ở đây nói đến những luật lệ của giáo hội thì những người phạm tội làm sai lời chúa mà không ăn năng nhiều lần cảnh báo thì sẽ bị dứt phép thông công giúp phép thông công có nghĩa là người đó bị cắt đứt cái mối thông công với hội thánh người đó bị kỷ luật và người đó cũng không được dự thánh lễ tiệc thánh và người đó phải à, bày tỏ cái lòng ăn năn, à, xưng tội của mình ra và bày tỏ cái sự thay đổi là cho người ta thấy rằng mình biết đó là tội từ bỏ cái tội lỗi đó và sau một thời gian thì người đó sẽ được chấp nhận lại ở trong mối thông công với hội thánh. Ở trong phần thực hành, em tuân giữ luật của Chúa Vân theo những luật lệ trong hội thánh của gia đình và nhà trường. À, ở trong nhà trường, ở trong hội thánh thì có những cái nội quy và chúng ta cần vân theo à, để làm tốt. Ở trong phần gợi ý cầu nguyện xin chúa giúp em luôn tuân giữ luật chúa luật hội thánh luật xã hội và luật lệ trong gia đình chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé kính lại chúa xin giúp con yêu kính chúa yêu kính chúa gìn giữ luật lệ chúa và làm theo lời chúa vâng lời cha mẹ thầy cô người hướng dẫn để luôn được mọi người yêu mến và được Chúa ban phước. Chúng ta cùng cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa, xin Chúa giúp con yêu kính Chúa, gìn giữ luật lệ Chúa và làm theo lời Chúa. Vâng lời cha mẹ, thầy cô, người hướng dẫn để luôn được mọi người yêu mến và được Chúa ban phước. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em một ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo.